Đi ra ngoài. Zin mà. Ồ, hết pin rồi. Có liên nguồn nhưng mà máy mới hết pin nhé. Mình sẽ đi sạc. Pin rồi, mình phải đưa sạc pin nữa. Mình đưa hết pin rồi. Nào, mình sẽ để đây để sạc pin nữa. Đấy, pin. Con và mẹ có điện thoại. Thế cho người ta. Ê, thì ta và mẹ bị cắt tăng hôn. Hết pin rồi. Wow, đổ tiếp bên cạnh. Có nên nguồn nha, nhưng mà chưa tết màn hình. Có vẻ mình sẽ dừng. Dừng sinh vật ở nguồn đi. Nào tắt nó nào. Bảy. Thế mình test các màn sáng nhé. Giờ mình sạc tầm 2% nữa. Còn dừng nữa. Kẹt nữa. Vẫn nguồn này thôi. Pin này khả năng không lên. Để lên này đây. Cái màn phải nghe. Ok, mình sẽ lắp vào. Màn này rất là đẹp rồi. Chỗ này có tem không vớt được này. Có tem mình không vớt được này. Đây có một mũi vớt. Đúng, phải cho cái này. Này, ok. Vậy là ok nha. Ra màn thôi. Lắp xong con bó này.
cái màn này của bộ đồ màu đắt quá, tưởng là cái màn trước kia là có 400 mấy nghìn một cái mình. Được đấy, mặc khẩu như cũ nha, không đổi nha. Đang băng bó này, đã tung hết này, lắp hết này. Đấy, đi tôi đâu, hôm nay này mình không ta. Rồi, thôi nè. Nào, rồi em đi, không em chơi em không. Con đói quá bố ơi, về đi, con đói cơm lắm bố ơi. Trong trào đầu câu thật lý, người vui quên lưng bỏ đi.